Kính thưa quý vị, người dân Mễ Tây Cờ tổ chức đón xuân phân tại kim tự tháp mặt trời ở Teotihuacan, tiên tự Teotihuacan. Vào hôm thứ Sáu vừa qua, hàng ngàn du khách từ khắp mọi nơi đã đổ về Teotihuacan tại Mễ Tây Cờ để tham gia lễ hội chào đón xuân phân được tổ chức tại đây. Nhằm đón lấy những tia nắng đầu tiên của mùa xuân mới, các du khách và người dân tại địa phương đã cùng tập trung về kim tự tháp mặt trời khổng lồ, một công trình cổ đại của Teotihuacan, một thành phố cổ nằm ở phía bắc của thủ đô Mexico City. Lễ xuân phân thường diễn ra vào ở giữa khoảng tháng 3 hàng năm và là dịp đánh dấu bắt đầu của mùa xuân ở vùng bán bắc cầu. Theo ông Manuel Lesiquila, một du khách đã tới Teotihuacan đón mùa xuân suốt 31 năm qua cho biết, xuân phân là một thời điểm mà ánh nắng mặt trời sẽ đem tới năng lượng cho con người, cho phép họ tiếp nhận nó thông qua kim tự tháp khổng lồ nối với mặt đất. Khi tham dự buổi lễ này thì mọi người sẽ phải mặc đồ trắng theo truyền thống và tham gia một nghi lễ thiền định. Một số người cũng có thể mang theo những chiếc vòng cổ và pha lê để có thể tiếp nhận được nhiều ánh sáng hơn. Theo dự kiến của các nhà chức trách, họ sẽ phải điều động hơn 300 nhân viên cảnh sát liên bang để bảo đảm cho trật tự an ninh tại khu vực khảo cổ Teotihuacan. Ngoài ra, thì các lực lượng y tế và cứu hỏa cũng đã được điều tới khu vực nhằm để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các nguy cơ có thể xảy ra. Tại khu vực các công trình khảo cổ tiền Tây Ban Nha, những nhân viên đến từ Viện Khảo cổ học và Lịch sử Quốc gia Mễ Tây Cờ cũng đã xuất hiện để bảo vệ các di tích quan trọng. Theo dự kiến, thì các hoạt động giám sát tương tự cũng sẽ được diễn ra từ ngày 21 cho tới ngày 23 tháng 3 tại 45 khu vực khảo cổ Mexico. Cái tên Teotihuacan là vùng đất nơi mà con người trở thành những vị thần, đã được người Aztecs đặt cho một tòa thành cổ bỏ hoang từ những năm 600 sau Công Nguyên, nơi mà họ đã bắt đầu triều đại cai trị kéo dài 700 năm. Theo các chuyên gia về khảo cổ cho biết, kim tự tháp mặt trời đã được xây dựng như một biểu tượng cho sự sanh sôi vào năm 80 sau Công Nguyên. Kim tự tháp độc đáo này đã được thiết kế theo hình của một ngọn núi nhằm mục đích là trung hòa áp lực từ hai ngọn núi lửa thường xuyên phun trào nằm ngay gần đó. Hiện nay thì kim tự tháp mặt trời và thành cổ Teotihuacan là một trong những khu di tích lịch sử nổi tiếng nhất tại Mễ Tây Cờ.